luôn. Bỏ dép đây. Mời các anh đi một tay mời. Không được đâu. Rồi chắc là không được đâu. Đâu chứ. Cũng đi không thôi. Có người đó. Không đi nha, sao bả đi cái gì đỡ đỡ rồi. Cái này làm xéo xéo. Ủa, đi qua đường nào? Đường này hả? Cũng đi ra đường này luôn hả? Ngồi ra đây nè. Thôi bây giờ anh bước vô trước đi. Tôi đứng rồi tôi gọi về. Nè anh bước vô qua đó đi. Tôi đứng đây. Đi đường này chặt lắm mày. Đi lên luôn đi. Chứ mày ngồi đó anh không lên luôn lên. Đây là có đèn không lên. Chứ mày ngồi đây lên không được. Chân cái nhà có chút từ từ. Đi từ từ qua thôi. Nè đi đi hai cái giò đi xuống, hai cái giò đi thọt xuống đi đường dưới nè, hai cái giò đi xuống thọt qua tên đi, bà đi chân không được mà đi dưới đi, đưa hai cái giò xuống luôn là đi xuống nè, hai cái giò một cái không được đi hai cái xuống. Nằm số. Đưa hai cái giò qua trước rồi nghiêng mình rồi đi qua. Xuống bắt lên cái gì? Này xuống bắt lên. Đường này hơi dốc cái gì? Quá dốc. Dốc hơi cao. Ủa, đi qua đường nào? Đường này. Bây giờ anh bước vô trước đi, tôi đứng rồi tôi gọi về. Nè anh bước qua đó đi. Tôi đứng đây. Đi đường này chặt lắm mày, đi lên luôn đi. Chứ mày ngồi đó anh không lên luôn lên. Chứ mày ngồi đây lên không được. Chân cái nhà đi từ từ qua thôi. Thank you.
cái đó đi cái giò qua trước. Nè anh đi nè, nè bước ra nè. Không khỏi đi. Đi 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 tới rồi. Cái giò qua trước. Thọc cái giò qua trước nè. Đi cái giò qua trước mới được. Đi cái giò qua trước mới được. Xuống đây cũng cái giò qua trước luôn. Xuống tăng xuống này cho đạt cũng âm được. Đi cái giò qua trước á nè. Đi hai giò qua trước luôn. Hai cái giò luôn. Không kệ lỡ xếp thêm thôi. Đi từ từ thôi. Hai cái giò thọc qua trước đi qua mới được. Hai cái giò qua trước đi 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 không có tới rồi. Rồi bắt đầu nè. Bỏ giò kia qua luôn. Nè bỏ cái này đi, quay lưng lại tụt xuống cũng được đó. Đi hai cái giò trước á. Nè. Anh đưa hai giò đi nghiêng là xuống rồi. Vô. Rồi anh vô con đưa đất nè. Chờ xuống cũng nè. Đi hai cái giò đi xuống. Hai cái giò đi thọt xuống, đi đường dưới nè. Hai cái giò đi xuống thọt. Mà không có tên đi cho được, đi dưới đi. Đưa hai cái giò xuống luôn là đi xuống nè. Hai cái giò một cái không được, đi hai cái xuống. Nằm xuống. Đưa hai cái giò qua trước rồi nghiêng mình, rồi đi qua. Rồi vậy đó. Nghiêng mình qua, nghiêng nhẹ qua là qua. Rồi qua đây ngồi đi. Thở gì cũng không biết. Thì nó mới thắng rồi. Thở gì vậy? Rồi lại đốt nhanh đi. Trên này bà đi hai, đi cái giò trước, rồi đi nó kẹt cái đầu qua đây không qua được. Bỏ đi cái giò nữa. Đi qua hai cái giò đi, hai cái giò trước đi mới được. Hai cái giò trước. Cho hai cái giò qua trước đi mới ngọt. Đưa hai cái giò xuống. Rồi. Thọt hai cái giò xuống, nghiêng mình qua là đi qua. Đưa hai cái giò thẳng xuống luôn rồi đi tụt xuống. Nghiêng mình nhẹ qua lại qua. Rồi dễ không? Quá dễ. Còn ai nữa? Có mấy cái eo đi qua, mấy cái eo đi qua được không? 8 thì dễ đi lắm không? Rồi, anh đó hả? Hết rồi không? Còn ai nữa không? Đi trên hay đi dưới? Đi dưới này nè. Chị Tám chị nhẹ mình nhẹ đi. Bỏ đưa hai giò. Đưa hai cái giò đi trước hai cái luôn. Đó, mà Tám mà còn hỏi. Bỏ, bỏ lọt chứ. Còn tôi có lăn cùng, tôi lăn xuống dưới mới đi qua. Không đạt. Còn đòn hả? Ngại cái gì đi trên được mà. Đi trên đâu xuống được đi trên. Không, ở dưới dễ đi hơn. Đi trên đạp nhưng mà hay cái xuống. Đâu đi dám gan gì luôn rồi đó. Không có dưới đó. Ừ. Đi chờ lết cái đập nó. Hang mà mình đi hang mà. Trời ơi. Ê có chân đau. À dạ. Còn không? Còn không đó đi từ trên đó chứ. Thì đó đi trên nó dễ. Bự con đi nữa. Mà thiệt.
rồi đốt nhang để đốt nhang cúng rồi bây giờ. Vậy cúng rồi đó. Rồi cúng rồi ra trước rồi. Sao ra? Để thằng Đạt nó chắc đòn rồi. Hồi nãy vô sao ra gì? Cúng cái đường không? Sao rồi? Khỏe không? Khỏe luôn. Cúng rồi khỏe luôn. Chỉ cần cầm gỗ đốt ra không đi đường dưới đây thì dưới nó dễ dưới lên được đi đường có xuống thì đi dưới chưa đâu ông Tấn ở đó gọi đi. Gọi vậy. Ủa mà nghe nó rùa bò chứ không lấy rùa đi ngoài. Đâu. Đâu quá. Này dắt cái đầu này quá. Con đi trước đi, con cầm cái máy được quay được không? Cũng còn. Để cho chơi cầm được rồi. Em phải đang cho đồng nó chưa chưa ra. Đây đây, đi đây, đi theo chút thì quay một cái. Để cho đi chơi chứ chờ chịu hả rồi đồng ở đó đi. Cho anh Tứng nó chịu phải không? Không nhận. Rồi em đúng hả? Ừ. Giết bóng trường rồi chứ con. Cái này luôn rồi. Bóng rồi. Bóng rồi. Em làm thôi nè. Rồi sao anh ném một bên đi mới là được. Đầu đó. Đâu rồi. Đấy, đâu rồi.
cái đầu gì đó, đầu gì đó đưa giò ra trước cái đầu. Ừ, đưa giò ra trước đây nè. Ừ, dậy ra, ừ. Người ta chịu bay, nè. Ta khòm cái đầu lên, đúng khòm. Chúa đích thương luôn. Hello.